Giờ nó đậu đậu. Đậu. Trời ơi, cát. Thằng kia nó có vợ thì hai là phải rồi. Đó sao thế? Giờ mới nhớ. Rồi, ngồi. Rồi, quay không, quay không chị? Trời ơi, giờ nó ngoài đang quay luôn hả? Đúng rồi. Trời ơi. Thấy không? Chị húc hay. Đậu không? Có chồng chưa? Chưa. Vô luôn, vô luôn. Thằng kia. Thấy không? Trời ơi, chết rồi. Giờ hỏi em nè. Dạ. Nào giờ quay được bao nhiêu phim rồi? Dạ, nhưng mà không đóng vai vợ. Có bao giờ quay cảnh lao với bàn chưa? Dạ không. Ở nhà có bao giờ lao bàn giặt đồ, quét nhà rửa chén không? Dạ có. Sao nhìn sao lượm thượm chứ trời. Trời ơi quý vị. Vợ đóng vai mà coi như là te tua, ly thì rớt, nước thì trôi, trời ơi búa xua. Vậy nó hợp lý là chồng nó có nhân tình. Ờ, này là suối đó. Đúng, này là suối đó. Hợp lý. Giờ quay lên lần nữa có bị đó không? Dạ, vậy nếu anh muốn bị thì sẽ bị. Rồi, giờ quay thử đi biết. Rồi, thử đi biết. Tiếp, lần nữa. Cắt. Một cái người mà ở đây anh không cần giải thích. Anh không cần giải thích. Hãy nghe các cô gái đây. Một đứa vô coi, đứa vô. Vô đây, vô đây. Em có chồng. Vô đây. Chưa chồng. Chưa chồng. Em nhận định đúng rồi. Vô đây. Có chồng chưa? Nhưng mà cũng gần như vậy. Gần vậy đúng không? Khi mà anh nghe tự nhiên một người phụ nữ nào đó mà bất ngờ gọi điện thoại ngang xương vậy, nói bây giờ tôi bỏ chồng đi, tôi là người tình tôi ở đây, mặc em sao? Biến sắc rồi đó là. Biến sắc sao? Biến cơ. Cô nghĩ là cô có trơ đẻn quá. Tôi là vợ của ảnh mà. Mình mới là vợ. Còn cô ta là giống như cho dù như thế nào thì cũng là bé. Giống như mình đang là vợ của ảnh. Nên chị không lợi là em. Biến sắc chị không lợi với bà nó chửi là không có. Cam chịu. Hồi nãy á dạ. Là gần như là chưa biết cái gì xảy ra, đang vui mà. Dạ. Tự nhiên nghe một đứa nào trong quá quê ở đâu mình không biết là ở đâu đâu. Gọi điện thoại mà báo tin. Tôi là người tình của chồng tôi đây thì mặc sao? Hồi nãy mặc gì nè? Thế là bà mặc gì nè? Bà đây vậy còn mặc đang làm gì nè, đang làm gì nè? Alo, alo, đang mai lên. À, tôi là người tình của chồng tôi đây. Mặc nó cái gì đó. Rồi thì sao? Trời ơi! Cái mặt mình phải sao? Em chịu mày. Má ơi, tự nhiên nghe ngang xương vậy là cái điều là em quá bất ngờ luôn, cái như là coi như là xả luôn á. Máu mà lên mặt luôn, máu mà lên mặt luôn chứ không phải tự nhiên cái. Tự nhiên cái nhẹ nhàng đấy, coi bình thường á. Nó bình thường á, tự nhiên. Mà chưa hết nữa. Chưa hết. Còn nói câu nữa nè. Nói câu nữa nè. Tôi muốn chị ly hôn với anh Minh. Anh đã hết yêu chị rồi. Chị đừng để báo anh nữa. Tại vì cái mặt con cũng diễn nè. Sao anh Minh không tự nói với tôi mà lại tự nói với cô? Ở đây có cảm giác như là giống như kiểu như là để coi cô này á, cô vợ này á là gần như giống như là bị cái gì đó. Bị gì đó coi như là bất kể, không tức là mất cảm xúc rồi, nó kia cảm xúc rồi coi như là không phản ứng không gì luôn, nghe không ứng gì luôn á. Má ơi, tự nhiên cái một cái món đồ quý nhà mình mà người ta nhào vô, tự nhiên người ta thông báo là người ta cướp nó, mà cái mặt mình sao tự nhiên mặt bình thường vậy hả? Trời ơi, lặp lại. Dạ, mọi người nhìn thấy có thay đổi gì không? Chút xíu thôi, vẫn chưa đạt, chưa ra nhân vật thì đâu cần phải hỏi. Thiệt ra cái mặt của em á, khi mà làm cái với gương mặt của em mà nghe cái tin này á, em lồng lộn dữ lắm. Thì cái mặt của em á, nghe tin mà chồng mình có bộ ngoài á, em lồng lộn cái điều muốn dở tung ở nhà này lên, chứ không phải là em ngồi tôi sao không nói với tôi, em bình tĩnh quá trời, cũng giống như là cái bình tĩnh này là gì biết không? Cái bình tĩnh này là tại vì á, Maria nó nắm sai tâm lý. Cái bình tĩnh này là gì? Là giống như nó biết thằng chồng mày là bản tính cả một năm năm nay rồi. Nó biết rồi, nó mặc kệ anh chồng luôn. Tức là mày muốn làm sao làm, tao mặc kệ luôn. Nhưng cái này là không biết, không hề biết.
giữa cái biết chồng một năm nay nó đi ngoại tình cho nó đi luôn, cho nên lúc mà biết điều cho nó cứ mắc máy nghe báo alo, tôi là chồng, tôi là bồ của chồng cô đây, rồi sao? Có nghĩa là vậy đấy, nó biết lâu rồi, là biết lâu rồi, còn lần này á cái gì? Cô là người tình trong tôi, tức là phải lộn lộn, tức là phải hét lên, tại vì lần đầu tiên mà. Còn cái kiểu hồi nãy con diễn là giống như thằng chồng mình nó đã ngoại tình một năm rồi, con biết rồi, kệ mẹ nó luôn, đó không? Kệ nó muốn làm gì làm. Còn cái này là cái gì? Cái này giống như là tình xét đánh đó. Được rồi, hiểu không? Hiểu hai cái nãy tâm lý đâu? Thì chị Tô Anh Mồi giọng nữ dễ hơn giọng nam, cảm xúc. Rồi rồi, chưa Tô Anh Mồi luôn. Tô Anh Mồi giúp em đi. Rồi, lần nữa nha, lần nữa. Nói nha. Tại vì á, giọng nam không cảm xúc, rồi tâm lý luôn. Rồi, cảm xúc luôn. Cá. Trời ơi, hay quá em ơi. Không, giọng nữ dễ hơn giọng nam. Anh Mồi được cái gì vậy? Chưa được. Lúc đầu là sửa là được rồi, nhưng tự nhiên cái khúc quan trọng nhất tôi đã có thai rồi. Hồi nãy á, cái nhạc viên đầu tiên là nhạc viên khi nghe nó báo tôi là người tình của chồng chị, nhưng khi nó đã một hồi thì báo tôi cũng biết tôi đã có thai rồi. Thì con dĩ nè, nó sao vậy? Nó phải sửng sốt thêm một lần nữa. Trời ơi má ơi, nó người tình tôi lại, nó đã xét đánh rồi, thì nó báo tôi có thai, nó lại thêm một lần xét đánh nữa. Tự nhiên con diễn cái là nó phá luôn cái toàn bộ đầu. Tự nhiên cái đang ngon lành rồi. Tôi nói cho biết, tôi đã phá hết, tôi đã có bầu với chồng tôi rồi. Là nó tuột luôn, hết luôn. Trời ơi má ơi, dùng dữ luôn hay là làm tiếp lần nữa? Một lần cái thôi là bất kể diễn dữ ráng chịu luôn nha. Dạ. Rồi ráng chịu luôn, nhớ đi. Cho cơ hội thêm lần nữa. Anh kia ngay cho đi. Bây giờ bấm qua cái khăn qua lấy bình đạo nè.